Vậy hả? Thằng tổng ở trên. Thằng tổng ở trên. Wow. Quay tao phát trực tiếp hồi nãy giờ từ ngoài vườn rồi cắt vô đống sầu riêng rồi quay làm gì? Bụng má lùi chở từ sáng giờ đó. Anh Dương Dũng mới vô tới được lúc ăn cơm luôn nè. Hai giờ tao giờ đứng không giữ rung lắm luôn. Xạo. Mày làm thêm mấy chiếc xe nữa cho mẹ. Bụng má đi mà dính đồ mẹ. Quá mà. Hãy đưa đơn nhỏ này nè, ở xin.